Thì hôm nay review cho mọi người cái máy xúc ha. Máy xúc này chủ máy xúc bán rẻ 70 triệu. Anh nào mua thì mua. Ai bán rẻ ồn mà. Chiếc máy xúc khổng lồ to chà bá luôn. Đang làm ở Bình Phước. Mọi người thấy đang múc rất là mạnh mẽ nè, thấy không? Cái cần nó bự chà bá luôn, cái gầu múc nó tầm cỡ 2 mét đấy. Xe này là cũng đời năm mua lây ông rồi. Nào coi cái cần múc nó không? Múc cái lỗ ở đây rồi. Của Samsung. Con đường này khá là lầy lội này, rất là lầy lội luôn. Chúng ta đi xuống cái đường như thế nào các mọi người thấy đường đất đỏ ở Tây Nguyên này. Này cũng phải Tây Nguyên miền Đông thôi, Bình Phước. Trời bây giờ cũng mưa. Đây nó làm con đường này cũng khá là rộng nha, con đường này rộng rãi. Đây là làm cái đầm mới đào cái rãnh để thoát nước mưa, thoát cái mương. Này nó có vàng không trời, đi lâu lâu gặp một cục vàng ngon ha. Đường dốc rất dốc. Đất đỏ. Múc cái rãnh để thoát nước ha.
Ở trong đấy ra đường nó lầy lắm không anh? Đường nó lầy không? Lầy mỗi dốc này thôi. Lầy dốc này phải không? Dạ. Đi rẫy về á hả? Cạo mà mưa không cạo được á. Cạo mầm sầu riêng hả? Cạo mũ á. À cạo mũ à. Không cạo mưa quá phải không? Cái xe đậu tuốt bên kia camera nó giật luôn, mọi người thấy giật không? Ôi, đường nó lầy. Đi không được rồi.